Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin 11 tổ chức trên thế giới kêu gọi Liên Hợp Quốc lên tiếng về vụ đồng tâm. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2020, một tòa án tại Hà Nội đã mở phiên xét xử vụ án đồng tâm, vụ tranh chấp đất đai kết thúc bằng một cuộc đột kích nửa đêm của 3.000 quân tinh nhuệ cùng chó nghiệp vụ và những công cụ hỗ trợ hiện đại của Bộ Công an Việt Nam. 4 người chết trong cuộc can thiệp gồm một dân làng và 3 công an. Trong số 29 bị cáo là dân làng, nhiều người bị truy tố với khung hình phạt tối đa là tử hình. Đây là hình ảnh cuộc đột kích quy mô rất lớn lúc nửa đêm của 3.000 quân tinh nhuệ cùng chó nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ hiện đại. 11 tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước gửi thư ngỏ đến Liên Hợp Quốc kêu gọi can thiệp để vụ án được xét xử công bằng, theo truyền thông Hoa Kỳ đăng tin. 11 tổ chức phi chính phủ và nước ngoài vào ngày 4 tháng 9 năm 2020 công bố một bức thư chung gửi đến Liên Hợp Quốc về việc xét xử 29 người dân xã Đồng Tâm. Thư chung gửi đến bà Elizabeth, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Những tổ chức ký tên vào chung thư này nêu rõ, 29 dân làng Đồng Tâm chỉ vì cố gắng giữ đất chống lại việc chính quyền cưỡng chiếm mà bị bắt và sắp sửa bị đem ra xét xử vào ngày 7 tháng 9. Các tổ chức ký tên vào thư chung kêu gọi bà Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc yêu cầu chính phủ Việt Nam xét xử công minh, phiên tòa mở công khai cho thân nhân cũng như các tổ chức phi chính phủ, truyền thông quốc tế và đại diện của Liên Hợp Quốc vào dự. Bức thư ngỏ gửi đến Liên Hợp Quốc nhấn mạnh các bị cáo cần được đối xử công bằng theo đúng công ước quốc tế và các quyền dân sự, chính trị mà Việt Nam đã tham gia và ký kết. Bức thư ngỏ lưu ý, theo Điều 14 của Công ước Liên Hợp Quốc, một phiên tòa công bằng đòi hỏi thời gian và phương tiện thích hợp để chuẩn bị cho việc bào chữa và việc trao đổi với luật sư mà chính người phải ra tòa tự chọn. Thế nhưng, những quy định về thủ tục này đã liên tục bị Việt Nam vi phạm trong suốt quá trình tố tụng, khiến cho những cáo buộc chống lại họ trở nên tùy tiện. Bức thư ngỏ cũng kêu gọi cho phép các bị cáo được gặp luật sư, chấm dứt hăm dọa các bị cáo để họ có quyền kêu oan theo đúng luật pháp cũng như không hăm dọa luật sư. Trong số các tổ chức quốc tế này ký tên vào thư ngỏ có hai hiệp hội nhân quyền của Pháp và của Đức chuyên cổ vũ cho việc thực thi Công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF, đặc biệt là Câu lạc bộ Nhà báo Tự do của Việt Nam cùng tham gia ký tên. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế vào hôm 7 tháng 9 cũng lên tiếng quan ngại về phiên tòa xét xử 29 người dân Đồng Tâm vì cho rằng phiên tòa không độc lập và kết quả là án bỏ túi. Đây là hình ảnh trong phòng xét xử vào sáng ngày 7 tháng 9, hoàn toàn không có người thân của các bị cáo, phía trên là công an, phía dưới ghế chống đều là an ninh. Tổ chức Nhân quyền Thế giới nhận định có những quan ngại chính liên quan đến quá trình và quyền được có một phiên tòa công bằng đối với 29 người dân liên quan đến vụ án ở Đồng Tâm. Việc sử dụng tra tấn và ép cung là điều thường xảy ra đối với những người bị công an bắt giữ ở Việt Nam. Các phiên tòa không độc lập và kết quả đã được định sẵn bởi Đảng Cộng sản cầm quyền là thương hiệu của hệ thống được gọi là pháp lý ở Việt Nam. Và vụ can thiệp bằng lực lượng an ninh tại xã Đồng Tâm thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội gây chấn động công luận Việt Nam. Trong đêm ngày 8 rạng ngày 9 tháng 1 năm 2020, với khoảng 3.000 cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã bao vây ngôi làng. Cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, được coi là thủ lĩnh tinh thần của cuộc chiến bảo vệ đất của bộ phận người dân Đồng Tâm đã bị bắn chết ngay trong phòng ngủ. Cho đến nay, nhiều bí ẩn vẫn bao trùm trong vụ can thiệp này. Theo nhiều nhà quan sát, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của 3 sĩ quan công an chưa hề được chính quyền làm sáng tỏ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Công an Việt Nam, đứng đầu là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cũng đã đưa ra nhiều cách mô tả mâu thuẫn về các diễn biến. Trong dư luận, nhiều người lên tiếng chỉ trích chính quyền bưng bít thông tin về vụ án, bắt bớ những người đưa tin độc lập, định hướng hoàn toàn truyền thông chính thức theo hướng biến các bị cáo thành tội phạm trước khi phiên tòa diễn ra. Việc dùng vũ lực của chính quyền hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Và một điểm được công luận đặc biệt chú ý là sự can thiệp bằng vũ lực liên quan đến tranh chấp đất đai này diễn ra đúng vào lúc dân làng Đồng Tâm và thanh tra chính phủ đang trong giai đoạn đối thoại, chưa hề có phán quyết mang tính cưỡng chế của tòa án. Luật sư Ngô Anh Tuấn, một trong những người tham gia bào chữa trong vụ án Đồng Tâm, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của đài AFI nước Pháp sau khi sự việc xảy ra, đã nhận định như sau: chính quyền hoàn toàn không có cơ sở pháp lý để dùng vũ lực tại Đồng Tâm. Theo nhiều nhân chứng, ông Lê Đình Kình, người bị bắn chết trong vụ can thiệp, một đảng viên lão thành cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay trước vụ can thiệp đã từng tin tưởng hết mực vào ban lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đây là hình ảnh gia đình ông Lê Đình Kình, nay người đã chết, người thì đang ngồi tù. Nhiều nhà quan sát tại Việt Nam dự báo nếu chính quyền quyết định dùng phiên tòa ngày mai làm nơi để áp đặt các trừng phạt nặng nề đối với các bị cáo thì hệ quả sẽ rất khó lường. Đây cũng là quan điểm của ông Bùi Đức Lại, nguyên vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đưa ra một bài viết trên mạng xã hội tại Việt Nam với tựa đề "Nếu họ tiếp tục đánh giá và làm sai, quyết giết người dọa xã hội, thì không chỉ mạng sống của những người bị đưa ra xét xử, bị đe dọa, mà sẽ tác động rất xấu đến toàn xã hội, đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ giữa dân chúng và thế lực cầm quyền." Bộ Công an Việt Nam cũng đưa ra tuyên bố ông Lê Đình Kình là một loại cường hào địa chủ mới. Thông tấn xã Việt Nam vào chiều ngày 6 tháng 9 năm 2020 có bài phỏng vấn Thiếu tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam và được báo chính phủ dẫn lại lời kết tội người đã chết như sau. Trong đó, sự nổi lên của đối tượng cầm đầu, nhất là ông Lê Đình Kình, trong bối cảnh dòng họ Lê Đình có ảnh hưởng lớn tại thôn Hoành, có khả năng chi phối tác động đến kết quả bầu cử ở cơ sở, là một loại cường hào địa chủ mới. Hậu quả sự thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên mượn danh nghĩa đảng viên lo cho dân để chống lại chủ trương chính sách của đảng, nhà nước. Theo ông Sô, lý do dẫn đến vụ án là một nhóm đối tượng lợi dụng danh nghĩa đảng viên lôi kéo lừa bị người dân tham gia các hoạt động sai phạm. Đây là hình ảnh nhà của cụ Lê Đình Kình, căn thứ hai từ phải sang, nơi mà ông Tô Ân Sô gọi là cường hào địa chủ. Nguyên nhân trực tiếp là hoạt động chống đối của một số đối tượng trong cái gọi là tổ đồng thuận do ông Lê Đình Kình đứng đầu thành lập, coi thường pháp luật, lợi dụng khiếu nại, tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, tâm lý ham muốn vật chất của một số người dân để tập hợp, lôi kéo những người bất mãn, tiêu cực, kể cả số nghiện hút, ma túy, số có tiền án, tiền sự, tham gia các hoạt động gây mất trật tự, an ninh tại địa phương. Người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam đã nói như vậy. Và ông cũng bảo vệ quan điểm cho rằng việc triển khai 3.000 cảnh sát cơ động tràn vào thôn Hoành vào lúc 2-3 giờ sáng là đúng pháp luật. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội cùng nhận định việc cảnh sát nổ súng tiêu diệt ông Kình là cần thiết và đúng luật. Tuy nhiên, văn bản kiến nghị vào ngày 3 tháng 9 của 13 luật sư của vụ án nhận định rằng cáo trạng của Viện Kiểm sát đã bất chấp những tiêu chuẩn công lý khi mạnh miệng kết tội người đã chết trước khi được tòa xét xử và tuyên án. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã không biết đến nguyên tắc suy đoán vô tội, một nguyên tắc căn bản của luật hình sự tại Việt Nam. Nguyên tắc này được quy định thành văn bản rằng không ai được xem là có tội khi chưa có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án. Do đó, việc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vội vàng kết luận hành vi của Lê Đình Kình là phạm tội giết người theo quy định của khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự là trái quy định của pháp luật. Hơn thế nữa, từ cách quy kết này dẫn đến cách sử dụng ngôn ngữ, cách xưng hô với một người già 84 tuổi, gần 60 năm tuổi đảng, một cách chống không, miệt thị là hành động thiếu văn hóa và tỏ rõ thái độ phân biệt đối xử. Các luật sư đã đưa ra lập luận trong bản kiến nghị như vậy. Đây là hình ảnh của Thiếu tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam, trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam vào chiều ngày 6 tháng 9 về vụ Đồng Tâm. Các luật sư còn dẫn chứng về hành vi giết người của nhóm đặc vụ khi sử dụng súng ngắn, gắn nòng, giảm thanh, bắn thẳng vào cụ Lê Đình Kình với cự ly 1 mét. Từ lời tố cáo của ông Bùi Viết Hiểu khi có tiếp xúc với luật sư trong trại giam. Ông Bùi Viết Hiểu còn tố cáo hành vi giết người của sát thủ Bộ Công an Việt Nam và đứng đầu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Sau khi giết cụ Kình đã tiếp tục soi đèn và đưa súng nhắm vào tim ông để bóp cò. Ông may mắn thoát chết chỉ vì viên đạn sượt sườn và một viên khác trúng chân. Ông là nhân chứng duy nhất chứng kiến hành vi giết người man dợ của Bộ Công an Việt Nam và người chịu trách nhiệm phải là Bộ trưởng Tô Lâm. Nhận định về những phát súng giết người này, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga phát biểu như sau: ai đã bắn cụ Kình và bắn ông Hiểu? Chiến công to như thế, sao không tuyên dương? Tòa phải triệu tập tên này. Ngoài ra, khẩu nghiệp ác nhân của Thiếu tướng Tô Ân Sô đã làm dấy lên một làn sóng căm phẫn khi ông Sô lộng ngôn nói rằng ông Lê Đình Kình là một loại cường hào địa chủ mới. Hàng loạt Facebook đã bình luận và đưa ra những căn biệt phủ xa hoa của quan chức để so sánh với căn nhà tồi tàn của ông Lê Đình Kình để minh chứng cho câu nói ngậm máu phun người của ông Tô Ân Sô. Facebook Nguyễn Tấn Thành thì đối đáp lại cho rằng nói như ông Sô thì đảng viên Lê Đình Kình là cường hào địa chủ cần phải bắn chết, không phải qua xét xử. Vậy thì cả triệu đảng viên giàu có hơn ông Lê Đình Kình hàng trăm lần thì sao? Nhà hoạt động Lê Dũng Vô Va thì viết tiếp trên trang Facebook của ông rằng cường hào ác bá Lê Đình Kình 58 năm tuổi đảng nhưng nghèo rất mồng tơi,
còn mấy thằng đảng viên như Nguyễn Bắc Son, Phạm Phú Quốc, Đinh La Thăng vân vân, vài triệu đô tham nhũng hay vài trăm tỷ ăn cắp là chuyện nhỏ hay sao? Và cường hào áp bá mà lại phận mộ phần chỉ có 2 mét vuông và so với ngôi mộ hoành tráng của ông Trần Đại Quang hơn 55.000 mét đất thì đâu là kẻ phá hoại? Luật nhân quả là ắt phải trả giá nặng. Kẻ nào vô minh phạm tội là không chỉ gánh một mình đâu mà còn gánh nhiều đời, cả người thân cũng phải gánh. Và kẻ nào giết cụ Kình thì sẽ không thoát tội chết. Tòa án công lý không xử thì tòa án thiên lý sẽ xử chết kẻ đó. Đây là hình ảnh bức họa của Facebook Quyết Hồ đang được chia sẻ trên mạng xã hội trong những ngày đầu xét xử phiên tòa Đồng Tâm. Lưới trời đồng lộng thưa mà khó lọt, dù có chạy trốn, mai danh ẩn tích như thế nào thì rồi cũng sẽ bị lôi ra trước ánh sáng. Hàng ngày kẻ phạm tội vẫn đi dưới gầm trời này, mọi việc làm gây tội ác của chúng đều được mắt trời ghi nhận. Đừng tưởng bịt mắt chui rúc trốn đâu mà thoát được. Kẻ chủ mưu giết người sẽ phải gánh hậu quả báo. Ông Lê Dũng Vô Va đã nêu ra nhận định như vậy. Và Đại sứ quán Mỹ trước đó cho biết sẽ theo dõi sát sao vụ án và thúc giục chính phủ Việt Nam đảm bảo mọi hoạt động và tiến trình giải quyết tranh chấp quyền lợi và tài sản phải minh bạch và công bằng, tuân thủ đúng văn bản và tinh thần luật pháp, trong đó có bộ luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự. Đồng thời nhất quán với các quy định về nhân quyền trong hiến pháp của Việt Nam và những nghĩa vụ cùng cam kết quốc tế mà Hà Nội đã ký kết. Não trạng thiên lệch của chính quyền tại Hà Nội, bất chấp mọi tiêu chuẩn công bằng, còn thể hiện ở việc ba cảnh sát cơ động chết đều được công nhận là liệt sĩ, nhận bằng tổ quốc ghi công, truy thăng quân hàm và được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng truy tặng huân chương chiến công hạng nhất. Ngược lại, phía gia đình cụ Lê Đình Kình cho hay đến cuối tháng 7 vừa qua vẫn chưa nhận được giấy chứng tử dù cụ đã mất hơn nửa năm. Nguyên nhân được nói là lý do tử vong không phù hợp và cần chờ ý kiến cấp trên. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an và người đứng đầu là ông Tô Lâm vẫn đang phong tỏa 500 triệu đồng tiền phúng điếu của cụ Lê Đình Kình, đến bây giờ vẫn chưa chịu trả. Cùng lúc đó, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động vào hôm 21 tháng 1 năm 2020 đã đến tận nhà ba công an được cho là đã tử vong vào hôm 9 tháng 1 ở làng Đồng Tâm, trao 4 tỷ đồng cho thân nhân. Trước đó, chỉ 5 ngày, tài khoản ngân hàng của bà Nguyễn Thúy Hạnh tại Vietcombank đã bị phong tỏa sau khi hàng trăm người, chủ yếu là trong nước, gửi tổng cộng tới hơn 500 triệu đồng để phúng viếng cụ Lê Đình Kình, người đã thiệt mạng bởi nòng súng giảm thanh ngay trong phòng ngủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 8 tháng 9 năm 2020 với bản tin 11 tổ chức trên thế giới kêu gọi Liên Hợp Quốc lên tiếng về vụ Đồng Tâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.